U23 Indonesia tạo địa chấn, thắng Hàn Quốc ở tứ kết. U23 Indonesia gây bất ngờ lớn khi đánh bại Hàn Quốc trong loạt luân lưu ở tứ kết giải U23 châu Á 2024, qua đó giành quyền vào bán kết. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Indonesia gây bất ngờ khi thi đấu lấn lướt Hàn Quốc ở cả tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm và chuyền bóng chính xác. Đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong vượt lên dẫn trước ngay ở phút 15 do công của tiền đạo Rafael Stuuk. Phút 45, Hàn Quốc gỡ hòa nhờ tình huống phản lưới nhà của Koman Tergil, nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Stuuk kịp ghi bàn giúp Indonesia dẫn 2-1. Sang hiệp 2, Indonesia có lợi thế chơi hơn người từ phút 70 khi Lee Jang-jun bên phía Hàn Quốc nhận thẻ đỏ. Dù vậy, đội bóng xứ Kim Chi thi đấu kiên cường và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 84 khiến trận đấu phải kéo sang hiệp phụ rồi đến loạt luân lưu. Trên chấm 11m, hai đội tạo ra cuộc rượt đuổi nghẹt thở, kéo dài 12 lượt sút. Chung cuộc, Indonesia giành chiến thắng 11-10 để đoạt vé vào bán kết. Đối thủ của thầy trò ông Shin Tae-yong là đội thắng ở cặp đấu giữa Ả Rập Saudi và Uzbekistan. Với chiến thắng trước Hàn Quốc, U23 Indonesia tiến rất gần đến tấm vé dự Olympic 2024. Ba đội đứng đầu giải U23 châu Á 2024 sẽ giành vé trực tiếp đến Paris. Đội xếp thứ tư sẽ đá play-off với đại diện châu Phi U23 Guinea. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.